Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu và con tim em đã dâng trao cho tình, tình yêu muốn khó khăn và đôi khi vì biết vì không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho anh.